Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi loại 8 game. Các bạn cùng phá cái đầu tiên nha. Trung Quốc Hollow Knight, let's go. Okay, let's go. Ngạc nhiên chưa? Let's go. Wow, đến thành người rồi rồi. Tao đội luôn cả mũ luôn. Ok, let's go. Một chú ma cà rồng. Let's go. Ok, quả này mình sẽ câu xem được con gì. Wow, một con bạch tuộc bằng máy luôn. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game thứ hai, Bendy and Ninja Machine. Begin, new game. Yes. Dear Henry, ok. Chapter 1. Moving, be chill. Let's go. All right, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. This lift could use a few dry cells. So, okay. Và bây giờ thì mình sẽ mở ra và lấy hai cú bin này. Sau đó mình sẽ lắp vào đây. Rồi và mình sẽ khởi động lên. Let's see what you're hiding down there, old friend. Okay, let's go. Rồi. Sau đó thì cánh cửa ở đây sẽ mở ra. Mình sẽ vào đây. Oh my god. Ok, và các bạn phải tìm 6 món đồ trong những cái bức hình này. Và các bạn đặt lên cái trụ này. Who put this here? So here. Ok, oh món đồ đầu tiên. Let's go. Bên đi. Ok, món đồ thứ ba. Quyển sách này là món đồ thứ tư. Ok, còn hai món đồ nữa thôi. Đó là một cái đĩa.
Rồi, và còn một món đồ cuối cùng sẽ ở trong sâu đây. Let's go, let's go. Looks like they knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Ok, đã đủ 6 món rồi. Sau đó thì mình sẽ quay trở lại. Ok, that's all of them. Let's go, let's go. Rồi, và các bạn đặt 6 món vào đây. 3 2 1. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Rồi, chuẩn luôn. Wow, một vài đường ống đang bị thủng. Mình sẽ đặt con dao ở đây cho chạy tất tần tật xung quanh nhà xem như thế nào. Khởi động tất cả luôn chỗ đường ống xung quanh đây. Let's go. Grid đi. Ok. Oh my gosh, điện bắt đầu ngập ngừng. Oh, ở đây đang bị chạm cái gì đây? Wow, chuẩn thôi. Cánh cửa ở đây đã đóng rồi. Xoay cái này cho nước tụt xuống, cho nó đi tiếp được nào. Ok, ở đây cũng có chỗ để cho nước rút xuống nào. Xoay thôi. Okay, let's go. This will definitely come in handy. Rồi, và mình đã hoàn thành được chapter 1. Ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tới cái tiếp theo nhá. Roblox. Let's go. Ok, và trong tựa game trong này thì có rất nhiều tựa game Big Guy hay là Bắc Cao. Mình sẽ vào Tên Thi Tài. Vào trong sâu đây. Lấy một anh chàng rất là to khỏe ở trong này. Ok, let's go. Xem sau này có ai đánh không. Đây, đây còn một anh chàng nữa. Wow,
anh đây rất là nhanh luôn, bắn bằng cung tên. Let's go baby. Một trong con cá mập kìa. Anh kia sắp chết rồi. Let's go. Vay và bị đánh rồi, đánh hội đồng rồi, phải tiêu diệt hết. Mình bắn tên này rất là khỏe luôn. Nhưng có gì là anh ta không? Thế được rồi. Let's go. Ok. Wow, chết rồi. Oh my god. Rồi và bây giờ thì mình sẽ sang đến game tiếp theo. GTA. Let's go. Ồ, đây có một chiếc xe máy rất là đẹp luôn. Tí mình sẽ dùng chiếc xe này để đi lại. Ok, let's go. Đâu rồi? City commuters have been dealt a hard blow today when transport workers across the city took industrial action in sympathy for beleaguered ferry workers whose livelihoods are threatened by the construction of the new Porter Road Tunnel. Neither side in this battle seems keen to give any ground. Union Chief Jane Hopper said yesterday that she will bring the mayor to his knees before she's licked. More later on Okay, let's go. Mình cứ xem xe này nó xem gì đây. Xe màu này cũng được. Cùng xe nên cũng khác màu. Let's go. Ok, mình phải chở anh chàng này đi. Đấy luôn con xe này đi. Đoạn đường khá là xa luôn. Sắp tới rồi. Làm nhiệm vụ các bạn có thể đi đánh nhau và đi làm cướp đường phố rất đơn giản thôi.
rất là nhiều cách chơi. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, GTA 3. Let's go. Start game. Ok, let's go. Ở đây có một chiếc xe đang cháy. Và mình đang mặc cái áo này như kiểu là áo thông tin. Có thể là vừa mới thoát khỏi tù ra. Rồi mình sẽ chui trong này. Và bây giờ thì mình sẽ lái xe cho anh chàng này khiếp luôn. Ok, let's go. Wow. Lái như thế này thì đấy đúng là gọi là dân sợ đi anh. Let's go. This is the place right here. Let's get off the street and find the danger close. Ở đây là chỗ để cất xe ô tô. Quần áo ô tô. Mình đã thay một bộ quần áo rồi. I know this guy. He's connected. His name's Luigi. Me and him go back, so I could probably get you some work. Come on, let's head over there. Đó, và các bạn có thể đi lấy xe khác và di chuyển đến cái điểm xanh này. Đó, ok, rất đơn giản thôi. Mình sẽ đi đánh nhau với anh chàng này xem thế nào. Oh. Ok. Đầu đó. Let's go. Có tí tiền rồi. Các bạn có thể dùng tiền đó để mua ít quần áo. Ok. Rồi, và mình sẽ chuyển tiếp sang game tiếp theo. Grandpa and Granny. Start game. Chapter 1. Okay, let's go. Okay, và đây là chiếc chìa khóa này, các bạn mở căn phòng này. Sau đó thì mình sẽ quyết định được. Tiếp tục mở căn phòng này ra. Trong này có gì không? Ok, thu thập hết lại. Oh my gosh, bà ta nằm ở đây. Nhưng chắc bà ta không nhìn thấy mình đâu, bởi vì mình trốn trong này rồi. Ok, let's go. Ở đây là một chiếc kim. Oh my gosh, bị leo rồi.
Wow. Oh my gosh. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang game tiếp theo. Riz. Let's go. Wow, mình đang đi ngược với cái đấy dậy này, nhưng không sao. Đi xuôi luôn rồi. Tiêu diệt cô bé này, cô này rất là khó luôn. Một bà phù thủy. Mình chỉ cần động vào một cái gì thôi là coi như là mình sẽ tan luôn. Vỡ tan luôn. Oh my gosh. Ok. Wow. Quả vừa rồi bị lừa quả rất là đau. Ok, mình sẽ cứu sống cô ta. Wow, wow, wow. Oh my god. Wow, wow, ok. Đã đi rồi. Cứ sống tiếp đi. Phải tiêu diệt được bà không thể ai. Không thể thua bà ta được. Ok, bỏ lại bà ta sẽ die luôn. Let's go. Rồi ok, và bây giờ các bạn cùng mình khám phá tiếp game tiếp theo nha. Mr. Granny. Let's go. Wow, mình nghe tiếng kính vỡ. Tức là vừa nãy đập vỡ kính, sau đó thì chui vào trong ngôi nhà này. Ok. Ở đây là toàn là thịt heo thôi. Đấy, lửa con heo. Mình sẽ lên trên này. Chai bia vứt loang xoàng của ông ta. Kinh quá. Ok, mình sẽ lên trên tầng 2 xem thế nào. Oh my god, bị đẩy ra kìa. Ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.